Lâu lâu thì em lại về được một con xe rất là hiếm luôn. Nhìn thế này thì đây là một chiếc xe nhập khẩu rồi. Đúng rồi, chuẩn một chiếc xe nhập khẩu luôn anh em ạ. 2011, đăng ký lần đầu năm 2012. Nhưng mà em Vũ Duy Ô Tô đang bán chiếc xe này với cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Chính xác là 175 triệu đồng cho anh em. Những anh em nào mà yêu những cái dòng xe nhập khẩu thì không nên bỏ qua chiếc xe này. Một chiếc xe có điều hòa ô tô này, rồi sấy ghế này, sấy vô lăng này. Rồi nội thất của xe vẫn còn tương đối là ok, sạch sẽ ngon lành. Toàn bộ dàn kính của xe là còn zin nguyên nhá. Máy số ngon, êm, mượt. Và cái dòng này là một cái dòng xe nhập khẩu được rất nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là những ai mà yêu thích cái màu kem bơ thì đều biết là cái dòng Morning nó có cái màu kem bơ là được rất nhiều người tìm mua, tìm kiếm khi thời điểm mà Morning mới ra cái dòng xe này. Một chiếc xe cực kỳ ngon lành, chạy rất là bền bỉ luôn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4 lít đến 4 lít rưỡi trên 100 cây thôi ạ. Động cơ 3 máy 1.0, ăn xăng ít, tiết kiệm, lành và toàn bộ kính của xe là zin nguyên. 2011 zin nguyên toàn bộ nhá. Em này thì được đăng ký lần đầu năm 2012 và xe thì chính tên chính chủ, biển tư nhân 18A21095, biển Nam Định. Vâng. Một chiếc xe màu kem bơ tuyệt vời. Và chiếc xe này thì nó hơn hẳn, ăn đứt hẳn những cái chiếc xe kể cả 25, 16 xe taxi dịch vụ ra form mới mà làm ở Trường Hải, lắp ráp ở Trường Hải đó. Đây là một cái dòng xe nói chung là nhập khẩu. Vì từ máy này, rồi gầm này, khung tôn sườn, khung vỏ của xe là rất là cứng cáp luôn. Đấy, xe chất còn cứng đét các bác nhá. Và đây là cái dòng xe mà vận hành rất là bền bỉ. Đấy, máy ngon, số ngọt, côn nhẹ. Đấy, tất cả các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, về phần tappi của xe thì toàn bộ tappi là của nó là nguyên bản luôn. Đây, ví dụ như là phần này này, phần này là phần da anh em nhá. Phần da chứ không phải là phần nhựa như những cái dòng xe giá rẻ đâu ạ. Vâng, nhưng mà con này thì lại hơn 100 triệu đồng thôi, không hề đắt một tí nào. Đấy, kính điện là lên xuống bình thường. Và toàn bộ kính của xe thì không dán phim 3M đâu nhá. Đấy, cái này là để nguyên bản đó, không dán phim 3M. Anh em có thể nhìn là tem từ Kia Moto cũng như là tem định danh nhiên liệu là 22 cây trên 1 lít đây này. Đấy, tiêu thụ lượng khí CO2 thải ra chỉ có 106 gram trên 1 cây thôi. Rất là ít luôn anh em nhá. Và toàn bộ dàn kính của xe là kính zin, chưa có độ gì cả. Và anh em có thể nhìn là thời tiết mưa gió, ngồi trong xe thì khô ráo sạch sẽ như thế này. Nhưng mà ở bên ngoài thì nước mưa đã bắn đầy ra rồi. Đấy, theo tác dụng của xe thì rất là ok. Với thời tiết mưa gió này, anh em sở hữu một con xe như thế này thì vừa là đi tránh mưa tránh nắng, vừa an toàn cho bản thân và cũng như là gia đình. Gương gập điện luôn nhá, chứ không phải là gương chế đâu. Đấy, gương gập điện đàng hoàng, chỉnh điện đầy đủ. Đấy, không thiếu một cái gì. Và đây cũng là tem hướng dẫn của xe. Đấy, tem đai an toàn đây này. Đấy, dòng này thì đi thực sự là chắc chắn luôn, từ tôn vỏ. Anh em nghe tiếng tôn đấy ạ, tôn của nó rất dày luôn. Ốp chrome, đấy, ốp chrome của hãng luôn nhá. Và tay nắm cửa chrome có khóa khiển thông minh. Đấy, một chạm nút bấm luôn. Đấy, rất là hiện đại. Một chiếc xe nhập khẩu nhưng mà hàng hiếm, là nó giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Thường thường bản full kịch nha anh em nhá, là cũng có sấy ghế, cũng có điều hòa ô tô, cũng phím tích hợp vô lăng. Rồi gạt mưa, gạt kính các thứ là ok đó. Thì giá của nó cũng đã rơi vào tầm khoảng 250 đến 270. Thế nhưng mà ở đây thì em Vũ Duy Ô Tô đang có một chiếc xe mà giá nó chỉ có 175 triệu đồng anh em nhá. 175 triệu đồng cho anh em. Những anh em nào mà yêu sẽ còn giảm giá thêm cho anh em một chút, để làm sao anh em có một chiếc xe vừa ngon vừa lành vừa bổ vừa rẻ. Đấy, nội thất hàng ghế sau của xe thì tương đối là sạch sẽ. Và nói chung là với cái tầm tiền này thì ai cũng có thể yêu được ạ. Vâng, một chiếc xe dành cho gia đình, lốp 2019 nhưng mà còn như mới luôn. Toàn bộ lốp của nó đang là lốp 17550, la răng 15 nhá, chứ không phải la răng 14 nha anh em nhá. La răng 15, dành cho những chiếc xe bản thể thao, sport. Đấy, và đây là một mẫu xe chạy rất là lành bền. Toàn bộ đèn của chiếc xe thì là trong luôn. Và đèn đều là đèn zin, đèn trong luôn này. Đấy, có thiết kế led rất là xịn sò, sạc xanh sáng nhá. Và bên này thì đây cũng thế này, anh em nhìn này, toàn bộ này, hệ thống đèn đây. Vâng, một mẫu xe có cả cảm biến lùi phía đằng sau cũng như là hệ thống dàn đèn hậu, đèn lùi. Đấy, nó còn sạch sẽ như thế này, sơn đồng sơn đều nhá.
màu camber rất là sang trọng. Vâng, và cái màu này thì nó không bị lỗi mốt, nó cũng không bị già màu như màu trắng. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lót sàn đầy đủ và anh em có thể nhìn là có cả lốp, đấy, kích lốp đồ nghề theo xe là đầy đủ, không thiếu cái gì. Lót sàn của xe đây. Đấy, sàn thì hơi bẩn một chút vì là cái này cũng chưa dọn dẹp đi đâu ạ. Vâng, vừa về chưa dọn dẹp. Chỉ keo cánh cốp của xe là còn ngon nguyên và tất cả các cái con ốc này là chưa có động chạm này. Đấy, anh em nhìn toàn bộ dàn ốc là chưa có động chạm luôn nhá. Keo chỉ cánh, keo chỉ cánh sau đây của xe là còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ cánh sau này. Anh em nhìn vào như này là anh em hiểu ngay. Vâng, rất là ok. Và chất xe thì bên em sẽ đảm bảo cho anh em nhá. Kính zin này. Đấy, máy ngon số ngọt. Tôn vỏ thì chắc chắn hẳn rồi. Dòng này thì đi thực sự là quá yêu. Vừa kinh tế này, vừa rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, đầu tư ít nhưng mà lại có thịt thơm. Và đặc biệt là đây là một chiếc xe Moling nhập khẩu hàng hiếm. Chứ còn nếu mà là những chiếc xe Kia Moling bản thường, đấy, sản xuất tại Việt Nam giá rẻ tầm này thì em không nói. Nhưng mà đây là một chiếc xe nhập khẩu luôn anh em nhá. Một chiếc xe nhập khẩu chạy rất là sướng. Đấy, dàn lốp vẫn còn mới tinh, ta lông còn nguyên. Đấy, ta lông là còn nguyên này. Và gầm của xe là còn sáng như này, anh em nhìn này. Đấy, gầm xe rất sáng luôn nhá. Đấy, một chiếc xe không hề lỗi lầm. Hơi tối một chút. Đây, hơi tối một chút thôi. Chứ gầm của nó thì cực kỳ sáng luôn và sạch luôn. Đấy, anh em nhìn này là đủ hiểu về chất của xe rồi. Còn toàn bộ dàn ốc, các cái ốc này chưa có động chạm. Đấy, sơn si tôn vỏ căng. Và xe thì đảm bảo cho anh em là cột kèo keo chỉ là đảm bảo là không mất một phân ly nào. Cam kết là xe là không có đâm đụng nhá. Không đâm đụng ngập nước, toàn bộ chỉ cánh là zin. Đấy, bấm chỉ này, cứng đét luôn. Và zin nguyên đấy ạ. Vâng, anh em về là chỉ việc đi thôi, không phải làm cái gì cả. Đấy, kính điện bên kia thì em đang khóa chốt kính rồi, nên là sẽ khiển ở một bên thôi. Đấy, toàn bộ tôn cánh rất là ok. Và con này thì đăng kiểm 1 năm, bây giờ thì đăng kiểm đến tháng 10 năm 23 nhá. Một chiếc xe ngon lành cành đào, một mẫu hatchback nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, đi lại rất là linh hoạt luôn. Ví dụ như con này là 2011 nhập khẩu, đăng ký 2012. Thì em này nó giá nó chỉ bằng gọi là hơn một nửa một chút so với chiếc xe này thôi. 2018, vâng, hơn một nửa. Mà cái dòng này là một cái dòng xe rất là giữ giá anh em ạ. Rất là giữ giá luôn nhá. Máy thì êm thin thít, nổ thì thầm luôn. Đè nổ startup thông minh này. Đấy, êm luôn. Đè cái lên ngay và máy rất nhẹ nhàng. Vô lăng trợ lái nhẹ nhàng êm luôn này, mượt luôn này. Đấy, và vô lăng này các bác, anh em nhìn này, toàn bộ các cái da khâu vô lăng hay là các cái này của nó vẫn còn rất là đẹp và tươi sạch sẽ. Thời tiết hôm nay thì hơi tối trời một chút nên là anh em thực sự thông cảm khi mà xem có những cái chi tiết mà nó không được như ý muốn. Vâng, đây là toàn bộ cái phần này. Đấy, sờ nó rất là mịn. Đấy, và em này thì có khóa đầu CD rồi các cái cổng đọc các cái này của nó là có thông tin rất là rõ ràng. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, và điều hòa auto đấy anh em nhá. Đấy, một chiếc xe có đầy đủ cổng sạc ở phía dưới này luôn này, cho anh em tiện lợi khi mà đi sử dụng, đi đường sử dụng rất là nhiều các cái công dụng của chiếc xe này. Và em này thì được cái là đây, anh em nhìn này, đèn nhập nhìn nó đã sướng rồi, từ mắt bi cầu halogen cho đến đèn led định vị phía dưới. Đấy, còn gầm đây, đèn gầm đây cũng có nha anh em nhá. Máy thì thực sự là phải nói là quá êm luôn. Động cơ của chiếc xe thì đang sử dụng là động cơ 3 máy 1.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 4 lít rưỡi đến 5 lít trên 100 cây. Và dòng này thì máy rất là êm, mặc dù là động cơ 3 máy nhưng mà không có hơi thừa hơi khoái gì cả. Đấy, chạy rất là luật luôn. Máy này thì được bảo dưỡng định kỳ rồi, nên là anh em không phải lo lắng cái chuyện là có sợ nó bị hỏng hỏa vặt hay không, hay là nó có bị làm sao hay không nhá. Máy rất là khô ráo sạch sẽ. Đây, mở cho anh em xem. Úi giời, cái này thì nó sẽ có mấu chốt ở đằng này. Đấy, anh em nhìn ạ, toàn bộ vách máy này, mặt máy này, đấy, nó còn ngon nguyên. Máy chạy rất là êm lành luôn. Và phần phía dưới này thì anh em để ý cho là có đầy đủ ABS nhá. Ắc quy của chiếc xe thì đang sử dụng ắc quy GF Platinum. Đấy, còn các cái phần răng đầu của xe thì đấy, nó còn nguyên như thế này. Đây là một mẫu xe chạy rất là ổn định luôn, lành luôn. Mà giá thì thực sự phải nói anh em là quá yêu luôn. Đẹp như thế này nhưng mà giá nó chỉ có 175 triệu đồng thôi. Vâng, 175 triệu đồng, giấy tờ đầy đủ, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ cho anh em. Đấy,
Và anh em nào mà yêu chiếc Kia Morning nhập 2011 đăng ký 22 với động cơ máy 1.0 đấy, số sàn đấy, bản đủ thì đây là một cơ hội cho anh em để sử dụng một chiếc xe hiện đại mà trang bị tận răng công trình mà lại giá thì lại rẻ, chỉ có 175 triệu đồng anh em nhá. Xe tư nhân chính chủ luôn. Đấy, và chỉ việc đi thôi, sạch sẽ ngon lành, êm mượt và giá thì thơm như muối mít. Cảm ơn anh em, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.